Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh, nữ chính Hương Vị Tình Thân đã đăng tải hình ảnh mới kèm chia sẻ, đếm ngược rồi, sao mà vui thế? Ngồi lên kế hoạch dần thôi. Nào là về dáng này, mần đẹp này, relax này, quây quần, rong chơi quên tháng ngày này, các thứ. Đầu óc không phải lo rác co tâm lý nó cứ trong vèo ra ý. Như vậy, có thể đoán được bộ phim Hương Vị Tình Thân mà cô đóng chính đã sắp tới giai đoạn đóng máy, chỉ còn đếm ngược từng ngày. Sau khi đóng máy, phim sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ và có lẽ tới thời điểm này, số tập phim chính thức mới được quyết định. Bên dưới dòng trạng thái của Phương Oanh, rất nhiều khán giả để lại bình luận tiếc nuối, không muốn chia tay bộ phim. Đáng chú ý, mẹ Xuân Quách Thu Phương cũng thể hiện tình thương mến thương với con dâu màn ảnh. Những tương tác của Phương Oanh và nữ diễn viên Quách Thu Phương thu hút sự chú ý của nhiều fan Hương Vị Tình Thân. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.